Cô chào các con, hôm nay chúng ta sẽ học bài chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số. Các con thân mến, phép chia đã quá quen thuộc và các bài chia từ 2 đến 6 rồi, phải không nào? Tuy nhiên, với một phép chia không nằm trong bảng chia đó, chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Bài học ngày hôm nay, cô và trò chúng mình sẽ cùng khám phá nhé! Bài học ngày hôm nay gồm có 2 phần. Phần 1, các em sẽ nghe cô hướng dẫn thực hiện phép chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số. Phần 2, chúng mình sẽ áp dụng và thực hiện các bài tập. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu phần 1. Ví dụ đầu tiên, 96 chia 3 bằng bao nhiêu? Để tìm được kết quả của phép chia này, cũng tương tự như thực hiện các phép tính khác, chúng ta cũng đặt tính phép chia, nhưng không phải đặt tính theo cột dọc. Vậy đặt tính như thế nào nhỉ? Các con hãy cùng theo dõi cô thực hiện nhé. Cô viết số bị chia 96. Cô vẽ một nét gạch thẳng và một nét gạch ngang như ở trên bảng bằng bút chì. Sau đó, cô viết số chia vào ô bên phải và ô bên dưới này để viết kết quả của phép chia. Bước số 2 đó chính là bước thực hiện tính. Chúng ta sẽ chia lần lượt từ trái sang phải. Bắt đầu từ chữ số hàng chục của số bị chia. Ở đây là 9. Vậy ở lượt chia đầu tiên, chúng ta sẽ thực hiện chia 9 cho 3. 9 chia cho 3 bằng 3, viết 3. 3 chính là thương ở lượt chia thứ nhất. Để tìm được dư, chúng ta sẽ nhân ngược trở lại. 3 x 3 bằng 9, viết 9 thẳng cột với chữ số hàng chục của số bị chia. Tiếp theo, ta thực hiện 9 x 9 bằng 0, viết 0. Như vậy, 0 chính là dư ở lượt chia thứ nhất. Có nghĩa là ở lượt chia thứ nhất là lượt chia hết. Cô nhắc lại lượt chia thứ nhất, đó là chúng ta chia chữ số hàng chục của số bị chia cho số chia. 9 chia 3 bằng 3, viết 3. 3 x 3 bằng 9. 9 trừ 9 bằng 0. Các con đã nhớ chưa nào? Bây giờ, các con hãy cho cô biết cô đã thực hiện liên tiếp các phép tính nào? À, cô đã thực hiện 3 phép tính liên tiếp. Đầu tiên, cô thực hiện phép tính chia. Sau đó, đến phép tính nhân. Và cuối cùng là phép tính trừ. Chuyển sang lượt chia thứ hai, chia chữ số hàng đơn vị của số bị chia cho số chia. Các con hạ 6 xuống và ta thực hiện tương tự như lượt chia thứ nhất. 6 chia 3 bằng 2, viết 2. 2 x 3 bằng 6, viết 6 thẳng cột với 6. 6 trừ 6 bằng 0. Như vậy, ở lượt chia thứ hai cũng là lượt chia hết. Ta được thương là 2. Cô nhắc lại lượt chia thứ 2. 6 chia 3 bằng 2, viết 2. 2 x 3 bằng 6. 6 trừ 6 bằng 0. Và lượt chia thứ 2 cũng đã kết thúc phép chia tại đây. Bởi chúng ta không còn số nào để chia nữa cả. Ở lượt chia thứ 2, cô cũng đã thực hiện 3 phép tính liên tiếp. Đầu tiên, cô thực hiện phép tính chia. Sau đó đến phép tính nhân và cuối cùng là phép tính trừ. Trong quá trình đặt tính, các em chú ý không cần viết dấu nhân và dấu trừ. Vậy, đây là một phép chia hết. Chúng ta thu được kết quả 96 chia 3 bằng 32. Các con có thể theo dõi lại các lượt chia ở phía bên phải màn hình. Vậy, qua ví dụ này, chúng ta đã biết được cách thực hiện phép chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số rồi. Bây giờ, các con hãy tự mình thực hiện lại phép tính 96 chia 3 vào vở giúp cô nhé. Bây giờ, để vận dụng cách chia này, chúng ta sẽ cùng bước qua phần bài tập. Bài tập 1, tính. Ở trong bài tập này, đề bài đã đặt tính giúp mình. Và bây giờ, chúng mình sẽ cùng thực hiện bước 2. Đó là bước thực hiện tính. Cô sẽ hướng dẫn cho các con phép tính đầu tiên.
48 chia 4. Cô tiến hành chia từ trái sang phải, bắt đầu từ chữ số hàng chục của số bị chia. Cô lấy 4 chia 4 được 1, viết 1. 1 nhân 4 bằng 4. 4 trừ 4 bằng 0. Sau đó cô hạ 8. Tiếp tục lượt chia thứ 2. 8 chia 4 bằng 2, viết 2. 2 nhân 4 bằng 8. 8 trừ 8 bằng 0. Như vậy là cô và các con vừa thực hiện xong phép tính chia 48 chia 4 bằng 12. Tương tự như vậy, các con hãy bấm dừng video và thực hiện các phép tính còn lại nhé. Các con đã làm xong bài tập rồi, chúng ta cùng kiểm tra đáp án với cô nào. Các con hãy kiểm tra và sửa bài vào vở hoặc vào phiếu bài tập nhé. Bây giờ chúng ta cùng bước sang bài 2. Bài 2 A tìm 1/3 của 69 kg, 36 m, 93 lít. B tìm 1/2 của 24 giờ, 48 phút, 44 ngày. Để thực hiện được bài tập này, các con hãy nhớ lại kiến thức của bài học trước. Tìm một trong các phần bằng nhau của một số. Chúng mình sẽ thực hiện như thế nào nhỉ? À, mình chỉ cần lấy số đó, chia cho số phần thì sẽ ra kết quả. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn cho các con làm bài đầu tiên. Tìm 1/3 của 69 kg. Chúng ta sẽ thực hiện phép chia 69 chia 3 ngoài nhé. 6 chia 3 bằng 2, viết 2. 2 nhân 3 bằng 6. 6 trừ 6 bằng 0. Hạ 9. 9 chia 3 bằng 3, viết 3. 3 nhân 3 bằng 9. 9 trừ 9 bằng 0. Như vậy, 69 chia 3 bằng 23. Vậy ta có 1/3 của 69 kg là 23 kg. Các con đã nắm được cách làm rồi phải không nào? Các con hãy thực hiện phép tính chia vào nhé và điền kết quả vào vở hoặc phiếu bài tập nhé. Bây giờ, các con hãy bấm dừng video và thực hiện các bài tập còn lại. Sau khi các con đã thực hiện xong, chúng mình cùng quan sát kết quả. A. 1/3 của 69 kg là 23 kg. 1/3 của 36 m là 12 m. 1/3 của 93 lít là 31 lít. B. 1/2 của 24 giờ là 12 giờ. 1/2 của 48 phút là 24 phút. 1/2 của 44 ngày là 22 ngày. Các con hãy kiểm tra và sửa bài vào vở hoặc phiếu bài tập nhé. Bây giờ, chúng ta cùng bước sang bài tập 3. Mẹ hái được 36 quả cam. Mẹ biếu bà 1/3 số cam đó. Hỏi mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam? Chúng ta cùng quan sát minh họa để hiểu rõ đề hơn nhé. Mẹ hái được 36 quả cam. Mẹ biếu bà 1/3 số cam đó. Hỏi mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam? Bây giờ cô đố các con đề bài cho gì nào? À, đề bài cho mẹ hái được 36 quả cam. Mẹ biếu bà 1/3 số cam đó. Vậy đề bài hỏi gì nào? À, đề bài hỏi mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam? Bây giờ chúng ta cùng quan sát cô tóm tắt nhé. Mẹ hái được 36 quả cam. Mẹ biếu bà 1/3 số cam đó. Hỏi
mẹ biếu bà bao nhiêu quả cam. Như vậy, để tìm được 1 phần 3 của 36 quả cam, chúng ta sẽ thực hiện phép tính gì nào? À, đúng rồi, các con sẽ thực hiện phép tính chia. Bây giờ, các con hãy bấm dừng video và làm bài vào vở hoặc viết bài tập nhé. À, chắc là các con đã làm xong bài rồi phải không nào? Bây giờ, chúng ta cùng quan sát kết quả nhé. Số quả cam mẹ biếu bà là 36 chia 3 bằng 12 quả cam. Đáp số 12 quả cam. Cô chúc mừng các bạn đã có đáp án giống cô. Những bạn nào chưa có đáp án đúng, các con hãy xem lại bài và làm lại nhé. Như vậy là cô trò mình đã cùng nhau hoàn thành xong tiết học ngày hôm nay rồi. Các con đã biết cách thực hiện phép chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số và ôn lại kiến thức về tìm một trong các phần bằng nhau của một số. Nếu có gì thắc mắc, các con hãy ghi chú lại vào vở để giáo viên chủ nhiệm của các con sẽ giúp các con giải đáp nha. Các con nhớ hãy thường xuyên thực hành để nắm vững cách chia. Để chuẩn bị cho tiết học sau, bài luyện tập, các con hãy nhớ xem trước bài luyện tập, ôm lại cách thực hiện phép chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số. Bây giờ, cô thân ái chào tạm biệt các con. Chúc các con luôn chăm ngoan và học giỏi nhé!